Cương Group Plumbing and Builder chuyên thiết kế và sửa chữa các hệ thống ống cống, ống nước, ống gas cho nhà và shop, cũng như tất cả các công việc liên quan đến plumbing. Ngoài ra chúng tôi cũng chuyên về thiết kế tân trang nhà và shop, phòng tắm, nhà bếp, cơi nới nhà cửa, đặc biệt gắn ghế cho các tiệm nail. Với kinh nghiệm trên 15 năm, tay nghề cao, công việc bảo đảm và giá cả phải chăng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Hương qua số 0424131868. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Perth, nước mắm Hoàng Gia đang được bán sỉ và lẻ tại hệ thống siêu thị MCQ. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài Vietfay TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietfay TV, hôm nay là kỷ niệm 57 năm trận chiến Long Tân, 18 tháng 8 1966, 18 tháng 8 2023. Đây được cho là trận chiến nổi tiếng nhất của quân đội Úc trong chiến tranh Việt Nam. Cuộc đụng độ này xảy ra vào hai ngày, 18 và 19 tháng 8 năm 1966, tại một khu rừng cao su gần xã Long Tân, tỉnh Phước Tuy, nay là xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và đây là lần duy nhất trong toàn cuộc chiến mà quân đội Úc đã đơn phương đối đầu với quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhân dịp này, một buổi lễ long trọng cấp quốc gia sẽ được tổ chức để ghi nhớ và kỷ niệm 50 năm quân đội Úc chấm dứt can dự vào chiến tranh Việt Nam. Buổi lễ này sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, tức là ngay lúc này, tại Đài Tưởng niệm Quốc gia của lực lượng Việt Nam Úc, tức là Australian Vietnam Force National Memorial, nằm trên đường Anzac Parade ở thủ đô Canberra. Chiến tranh Việt Nam là cuộc xung đột dài nhất trong thế kỷ 20 mà người Úc đã từng tham gia. Và cuộc chiến này đã có sự tham gia của 60.000 quân nhân. Và thật đáng buồn, 523 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023 của Vietfay TV. Đầu tiên là tin về tỷ lệ thất nghiệp tại Úc, gia tăng lên mức 3.7% trong tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp của Úc trong tháng 7 đã gia tăng lên mức 3.7%, tức là cao hơn 0.2% so với tỷ lệ 3.5 hồi tháng 6. Điều này cho thấy là nền kinh tế đang chững lại và nhu cầu thuê mướn nhân viên của các doanh nghiệp cũng không cao như trước. Mặc dù sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp thông thường không phải là một thông tin tích cực, nhưng trong bối cảnh đời sống đắt đỏ tại Úc hiện nay thì đây lại là tin vui, vì có thể ngân hàng trữ kim RBA sẽ căn cứ vào thông tin này để giữ nguyên lãi suất. Theo dữ liệu từ Tổng nhà thống kê ABS, thì số người Úc có việc làm đã giảm 15.000 người, trong khi số người thất nghiệp thì lại tăng thêm 42.000 người trong tháng 7. Tuy nhiên, theo người đứng đầu bộ phận thống kê về thị trường lao động của ABS là ông Paul Jarvis, thì tỷ lệ làm việc vẫn thấp hơn mức trước đại dịch. Và với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7, các chuyên gia hy vọng rằng ngân hàng trữ kim sẽ cảm thấy bớt áp lực và do đó lãi suất sẽ không gia tăng trong thời gian sắp tới. Cũng tin sinh hoạt tài chính, chuyên gia cảnh báo nhiều gia đình buộc phải bán tháo nhà cửa. Nước Úc đang phải đối mặt với một thảm họa tài chính tàn khốc và một bậc thầy về tiền tệ là ông Mark Boris đã cảnh báo mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn trong vòng vài tháng tới. Cũng theo lời ông Boris,
thì mặc dù ngân hàng chuỗi kim RBA đã đình hoãn việc gia tăng lãi suất liên tục trong 2 tháng qua, nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi đau thế chấp đã chấm dứt, mà ngược lại nỗi đau này nay mới bắt đầu khi hàng triệu hộ gia đình phải chấm dứt hợp đồng vay thế chấp cố định và đang chuyển sang thể thức vay thả nổi với mức lãi suất tăng gấp 3 lần là từ 2.5% lên thành 6 hoặc 7%. Nói một cách dễ hiểu hơn, khoản hoàn trả cho các đợt vay thế chấp trị giá 750 đô la được ở mức 2% sẽ tăng từ 3.180 đô la một tháng lên thành 4.830 đô la cho một tháng, tức là tăng hơn 50% với mức lãi suất mới là 6%. Theo ông Boris, thì hậu quả của việc gia tăng lãi suất sẽ không được giải quyết hoàn toàn cho đến kỳ Giáng sinh năm nay, khi ngày càng có thêm nhiều khoản vay mua nhà chuyển từ lãi suất cố định sang lãi suất thả nổi ở mức cao hơn. Điều đó cũng có nghĩa là ngay cả khi ngân hàng chuỗi kim không gia tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, thì hàng triệu hộ gia đình vẫn sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng tài chánh. Và kết quả là các gia đình này sẽ buộc phải bán tháo căn nhà của họ. Sau đó nhóm người này sẽ gia nhập vào thị trường nhà cho thuê, vốn đang trong tình trạng khan hiếm và đang thúc đẩy lạm phát giá cả. Nếu không bán nhà, thì các hộ gia đình này buộc phải cắt giảm chi tiêu hoàn toàn, từ các bữa ăn ở nhà hàng đến các kỳ nghỉ, các hoạt động vui chơi giải trí, cho đến việc học hành của con cái, kể cả việc mua thực phẩm hàng ngày cũng phải hạn chế. Và điều này sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ, là những doanh nghiệp dựa vào chi tiêu của người tiêu dùng để thanh toán các hóa đơn của họ, vốn cũng đang tăng lên. Và đó là một vòng lẩn quẩn và không có lối thoát rõ ràng nào tại Úc. Kế đến là tin từ Queensland, chính phủ yêu cầu xem xét lại giới hạn thu nhập áp dụng cho việc thuê nhà xã hội. Chính phủ lao động tại tiểu bang Queensland đã ra lệnh xem xét lại các giới hạn về mức thu nhập hiện đang được áp dụng cho thành phần cư dân muốn thuê nhà xã hội, vốn không hề thay đổi kể từ năm 2000. Theo thể thức hiện tại, thì những người đăng ký thuê nhà xã hội tại Queensland sẽ được đánh giá dựa trên một bài kiểm tra về khả năng thu nhập và một vài điều kiện khác. Và đối với một người độc thân, giới hạn được đặt ở mức 609 đô la mỗi tuần trước thuế, trong khi tổng thu nhập mà một cặp vợ chồng có hai con có thể kiếm được là 999 đô la mỗi một tuần, hoặc dưới 52.000 đô la mỗi năm. Bộ trưởng gia cư bà Megan Scanlon đã phát biểu trên đài ABC Radio Richmond là một đánh giá mới về các giới hạn nói trên sẽ được thực hiện. Và đây cũng là một trong số hàng loạt khuyến nghị từ văn phòng kiểm toán của Queensland. Cũng theo thông tin từ Bộ Gia cư, thì trong năm tài chính vừa qua, đã có 496 đơn xin nhà xã hội bị từ chối vì thu nhập của họ vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép. Ngoài ra, cũng có thêm khoảng 651 đơn khác cũng không được phê duyệt vì lý do tương tự. So với các tiểu bang và lãnh thổ khác, thì những giới hạn về thu nhập của Queensland khá là khắc nghiệt. Chẳng hạn như tại lãnh thổ Bắc Úc, giới hạn thu nhập cho một người độc thân là 955 đô la, tức là cao hơn 300 đô la so với một người độc thân tại Queensland, trong khi một cặp vợ chồng có mức giới hạn là 1.656 đô la một tuần, cao hơn gần gấp đôi so với mức giới hạn tại Queensland là 999 đô la. Giám đốc điều hành của Hội đồng Dịch vụ Xã hội Queensland Amy McVeigh cho biết là việc xem xét lại là một quyết định vô cùng tích cực. Sau đây là tin từ New South Wales, báo động khẩn cấp về an toàn sinh học do ký sinh trùng ở ong mật. Tiểu bang New South Wales vừa ban bố lệnh khẩn cấp về an toàn sinh học sau khi phát hiện một loại ký sinh trùng nguy hại ở ong mật vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Thông tin từ Bộ Công nghiệp, được gọi tắt là DPI, cho biết là họ đã phát hiện ra bọ ve có tên gọi là Varroa tại khu vực gần Campsie ở bờ biển phía bắc của New South Wales. Sự việc được báo cáo ngay lập tức sau khi một người nuôi ong đã phát hiện hai con bọ ve trong lúc tiến hành công việc vệ sinh định kỳ. Tuy nhiên, theo bộ DPI, thì loại ký sinh trùng này được phát hiện sớm và có thể ngăn chặn về mặt kỹ thuật. Phó giám đốc phụ trách và kiểm soát sự cố của DPI là bà Shannon Mottmolan cho biết, do số lượng bọ ve rất ít
và các nỗ lực giám sát cũng như tuân thủ hiện nay trong khu vực KMSI thì rất cao, nên DPI tin tưởng rằng sự xuất hiện của loài ký sinh trùng này không phải là lây lan tự nhiên hoặc lây lan môi trường từ các vùng đô thị hiện tại. Và bà Mulligan cho biết thêm là DPI sẽ ngay lập tức tiến hành giám sát ưu tiên trong phạm vi 5 cây số xung quanh cơ sở sản xuất vừa phát hiện loại ký sinh trùng này, cũng như bất kỳ một tổ ong nào di chuyển ra khỏi khu vực hoặc đi qua khu vực này trong thời gian vừa qua. Bọ ve varroa là loài gây hại nghiêm trọng nhất đối với ong mật, đe dọa hầu hết đến các khu vực nuôi ong lớn trên toàn thế giới, ngoại trừ nước Úc. Và DPI ước tính là loài bọ ve này, nếu phát triển tại Úc, có thể gây thiệt hại đến 70 triệu đô la mỗi năm. Sau đây là tin đời sống xã hội. Người Úc đang trở nên cô đơn hơn trước. Một phúc trình do tổ chức Ending Loneliness Together khảo sát với sự tham gia của 4.000 người Úc đã có một kết luận không đáng quan ngại, là những người trẻ tuổi thường cảm thấy cô đơn hơn so với những người lớn tuổi tại Úc. Một cách cụ thể thì kể từ tháng 6 cho đến tháng 7 năm nay 2023, tổ chức Ending Loneliness Together, tạm dịch là cùng nhau chấm dứt nỗi cô đơn, đã khảo sát 4.000 người Úc trong độ tuổi từ 18 cho đến 92 để tổng hợp về một phúc trình về sự cô đơn tại Úc. Kết quả cho thấy tình trạng cô đơn đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Theo tiến sĩ Michelle Klim, tác giả chính trong cuộc nghiên cứu này và hiện đang là chủ tịch khoa học của tổ chức cùng nhau chấm dứt nỗi cô đơn, thì cô đơn được định nghĩa là cảm giác chủ quan của một sự cô lập trong xã hội, nơi bạn cảm thấy các mối quan hệ xã hội của mình không đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Và phúc trình cho thấy là 1/3 người lớn nói rằng họ đang sống trong tình trạng cô đơn, trong khi 1/6 thì đã báo cáo về tình trạng lẻ loi hết sức nghiêm trọng, mà tỷ lệ cao nhất là ở những người trẻ tuổi từ 18 cho đến 24. Tiếp theo là những người trong độ tuổi từ 45 cho đến 54. Ngoài ra, 40% những người sống một mình trải qua sự cô đơn và tỷ lệ là 30% đối với những người sống chung với người khác cũng đang cảm thấy cô đơn. Và đối với những người trẻ tuổi, các nhà nghiên cứu tin rằng phương tiện truyền thông xã hội đóng một vai trò vô cùng quan trọng, trong khi đối với người trung niên thì có nhiều yếu tố khác nhau. Tiến sĩ Lim cho biết, điều quan trọng là mọi người hãy lắng nghe những tín hiệu này và làm một điều gì đó. Thói quen nghiện ngập phương tiện truyền thông xã hội cũng là một yếu tố đã thúc đẩy sự cô đơn, với khoảng 16% những người tham gia cho biết là họ nghiện các phương tiện truyền thông xã hội hơn là nói chuyện với những người xung quanh. Ngoài ra, 9% có cho biết là cuộc sống của họ, sự cô đơn đã gia tăng. Phúc trình nói trên cũng đã cho thấy rằng người dân ở các khu vực địa phương hay các vùng miền có nhiều khả năng cảm thấy cô đơn hơn so với những người dân sinh sống tại các đô thị. Liên quan đến sức khỏe đời sống, cách giảm 74% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường theo một khoa học gia tại Úc. Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến tác dụng phụ nghiêm trọng, chẳng hạn như các vấn đề về mắt, nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Do đó, tập thể dục rất quan trọng đối với bệnh nhân để kiểm soát lượng đường trong máu. Nghiên cứu do Phó Giáo sư Melody Dean từ Viện Nghiên cứu về Bệnh Tiểu đường Charles Birkin của Viện Học Sydney thực hiện đã xem xét tổng cộng 59.325 người để xem việc tập thể dục của họ đã ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người tham gia đã được theo dõi trong suốt 7 năm thông qua một máy theo dõi mức độ hoạt động hàng ngày. Và kết quả nghiên cứu này cho thấy, những ai hoạt động tích cực hơn 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày có thể giảm đến 74% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, trong khi những ai tập thể dục 25 phút mỗi ngày cũng có thể giảm hạ 37% nguy cơ này so với những người chỉ tập thể dục khoảng 5 phút. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng đã được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sport Medicine. Sau cùng là tin liên quan đến COVID-19. Biến thể phụ Aris đang lan rộng tại Pháp. Chủng biến thể mới Aris là dòng phụ của biến thể Omicron, hiện chiếm đa số các ca nhiễm ở Pháp, nhưng không gây ra quá nhiều quan ngại.
Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tiếp tục khuyến nghị thực hiện các biện pháp theo dõi tình hình dịch bệnh trong bối cảnh đại dịch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ ca nhiễm biến thể Aris đang gia tăng đều đặn ở mức khoảng 17.4%, trong khi hồi tháng trước thì tỷ lệ này chỉ là 7.6%. WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe toàn cầu từ Aris ở mức thấp, bởi vì cho đến nay chưa nhận được báo cáo nào phản ảnh có sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của loại vi khuẩn này. Mặc dù có sự gia tăng đồng thời về số người vào bệnh viện và tỷ lệ các ca bệnh biến thể Aris tại Nhật Bản hoặc tại Hàn Quốc, nhưng không xác định mối liên hệ giữa hai hiện trạng này. Tuy vậy, WHO cũng đã lưu ý rằng, với khả năng lây lan cao độ, Aris có thể làm gia tăng tỷ lệ nhiễm bệnh ở các quốc gia mà dòng phụ này đang trở thành yếu tố gây bệnh chủ đạo. Riêng tại nước Pháp, các kết quả cập nhật đã cho thấy tỷ lệ ca bệnh nhiễm dòng Aris hiện nay là 1.6%. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, thì kể từ cuối tháng 6, việc giám sát tình hình COVID-19 đã được nới lỏng hoàn toàn, nên rất nhiều khả năng là các chỉ số nêu trên vẫn chưa thể nào phản ánh đúng thực tế. Với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietfy TV. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin tức vào lúc 1 giờ trưa hôm nay.